Ok, chào các bác nha. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh và Tô Hải Phong. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh không cho hình của mình lên nữa, và ngày hôm nay thì Tuấn Anh chỉ quay bo thôi. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh vẫn liên tục cập nhật cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, chị em nhà mình về những cái dòng xe mà đang có mặt tại cửa hàng của em. Nếu như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, chị em nào đúng chân, đúng màu, đúng mệnh về chiếc xe nào, phù hợp với tầm tiền kinh tế nào thì các bạn có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào, trải nghiệm thoải mái về xe, chạy thử thoải mái, không cần các bác phải mua xe ngay. Các bác cứ tham khảo thoải mái một vài salon xem ở chỗ nào xe đẹp, xe rẻ hay là chỗ nào chất lượng uy tín hơn thì các bác có thể mua. Còn đến với Tuấn Anh của Tuấn Hải Phong, chỉ cần các bạn có thể là các bạn có thể là alo, các bạn có thể đến uống nước chè, hút thuốc nào cùng Tuấn Anh của Tuấn Hải Phong thôi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người từ trước đến nay và từ nay về sau đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh của Tuấn Hải Phong. Một lần nữa thì Tuấn Anh của Tuấn Hải Phong xin kính chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, nếu như quý khách hàng và quý bà con nào mà đang có nhu cầu thì có thể alo cho em. Số điện thoại của em là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ càng của em nằm tại thôn 1, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Và chiếc xe đầu tiên đây Tuấn Anh là một chiếc xe mới về cho anh em. Một chiếc xe rất hợp lý cho tất cả mọi người, đó là một chiếc Daihatsu Lacity Sedic vừa mới cập bến cửa hàng bên em xong, mà cũng vừa mới rửa nước lã xong, đấy, đang nâu xe là bán thôi. Con này thì sản xuất năm 2010, bản số tự động, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Đấy, bản số tự động này thì được trang bị động cơ 1.6, đấy, bản full cửa sổ trời, xe nhập khẩu đăng ký, sản xuất 2010, đăng ký 2011. Và giá của nó thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá cực kỳ ưu đãi là 185 triệu đồng. 185 triệu đồng, xe được trang bị hệ thống đèn bi, đèn pha salon đầy đủ, đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Xe mới về nên cũng còn khá là đẹp cho tất cả mọi người. Lốp dép đẹp, lành phanh đĩa 4 bánh ABS túi khí đầy đủ, nội thất đẹp, màn hình cam lùi cam hành trình không thiếu gì. Và với cái giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 185 triệu đồng thôi, thì quý khách hàng và quý bà con nhà mình đã có được một chiếc xe Daihatsu Lacity Sedic 2010. Một chiếc xe đăng ký là bánh lần đầu tại Việt Nam 2011, số tự động nha, nội thất ghế da hai màu sẽ rất là đẹp cho tất cả mọi người. Lốp dép của nó thì cũng còn khá là ổn định cho anh em với giá 185 triệu đồng. Tiếp tục bên trên đây là một chiếc xe Toyota Camry sản xuất năm 2009, phiên bản G2.4, số tự động. Con này thì biển Hà Nội 30E72050. Với một cái mẫu xe Camry, một trong những phân khúc xe hạng sang như con xe này, màu đen bóng bẩy và lịch lãm sang trọng. Một chiếc Camry có độ sang trọng rất là cao, đẳng cấp là mãi mãi, với giá chỉ có 309 triệu đồng thôi. Thì quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe ở phân khúc hạng D, một chiếc xe rất là ok cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Một chiếc Camry 2009 bản G2.4, một chiếc xe số tự động rất là đẹp cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Trên đây sẽ là một chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2010, con này thì 2010, phiên bản số sàn, máy 1.1, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển 34A01010. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá 138 triệu đồng. 138 triệu đồng các bạn đã sở hữu được chiếc Hyundai Getz 2010 phiên bản số tự động, một chiếc xe rất là phiên bản số sàn, đăng kiểm tháng 12/2024. Một chiếc xe đang đeo biển Hải Dương, tư nhân chính chủ, với tầm giá có 138 triệu đồng thôi mà các bạn đã sở hữu được một chiếc Hyundai Getz nhập khẩu 2010. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc Toyota Vios bản G số tự động, sản xuất năm 2019, phiên bản số tự động bản G, máy 1.5 với cái màu đen sang trọng và đẳng cấp. Ở phân khúc hạng B thì không con nào ăn được về dòng Toyota Vios với cái bản chất đó là lành, bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025, xe đã rút hồ sơ rồi. Về thì quý khách hàng và quý bà con chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi ạ. Con này thì được lên màn hình Android cộng với cam lùi cam hành trình, xe rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Sơn xi căng mộng luôn, nội thất ghế da nguyên bản, form dáng đẹp. Và máy số thì cam kết cho anh em zin cả xe, máy zin từ mặt dàn cò zin đi luôn. Xe rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi bà con nhé. 435 triệu đồng bên em bao rút hồ sơ, hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên chính chủ tất cả các tỉnh trên thành phố Hải Phòng cũng như tất cả các tỉnh trên địa bàn của nước Việt Nam đó. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Kia Forte sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, máy 1.6, con này thì tư nhân chính chủ, biển Hà Nam, xe đẹp không lỗi, không khoa đục, không taxi, không dịch vụ. Và giá của nó thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là 245 triệu đồng.
Và nếu như quý khách hàng ở cái tầm giá mà hơn 200 triệu muốn mua một chiếc xe ở phân khúc hạng C, bản đủ xe gia đình về chạy dịch vụ, chạy gia đình, thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe cực kỳ đẹp với cái màu trắng ngọc trinh cực kỳ ok cho anh em như thế này. Và nếu như bà con có bác chị em nào thích con xe này thì cũng nên alo cho em với cái giá chỉ có 245 triệu đồng thôi. Nội thất rất là đẹp cho tất cả mọi người. Và quý khách hàng cũng như quý bà con, bản đủ số sàn, trang bị hệ thống điều hòa tự động, màn hình cam lùi, cam hành trình không thiếu gì, với cái tầm giá hơn 200 triệu một chút nhé. Ở cái tầm giá hơn 100 triệu thì anh em cũng có ngay được một chiếc xe màu trắng ngọc trinh nữa. Đó là một chiếc xe Daewoo Gentra sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản này là bản nhập khẩu nhé, với khối động cơ có 1.2 thôi. Và xe của nó là một chiếc xe cũng khá là ổn định và có tứ khí, có ABS, có gương kính chỉnh điện, có la răng đúc 4 bánh theo xe. Và với giá có 130 triệu thôi, xe đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển ra tên thôi nhé, màu trắng ngọc trinh. Ở trên đây thì Tuấn Anh đang còn cho anh em hai chiếc xe nằm ở phần này. Đó là một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.8 bản LTZ. Con này đang đeo biển H30A56674. Một chiếc xe màu đen 2015 số tự động 1.6 ống 8. Một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội, xe rất là đẹp cho anh em với giá 275 triệu đồng. Hay một chiếc Kia K3 sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động, biển 15A14A12200. Đăng kiểm tháng 2 năm 2024, màu đen, số tự động 2.0, bản full cửa sổ trời, ghế điện đầy đủ hết theo xe. Và có mình nhớ ghế, có sấy ghế, có nhớ ghế đầy đủ hết nhé, chìa khóa. Và với cái tầm giá con này hiện tại bên em đang bán chỉ khoảng tầm hơn 300 triệu một chút thôi, 345 triệu đồng đấy, mà các bạn đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con, của bác chị em nhà mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2010. Chiếc xe đang đeo biển 17A05764, sản xuất năm 2010, số sàn máy 1.5, bản Nimo, lưng phương kịch đồ. Nếu như các bác có tầm tiền hơn 100 triệu đồng thì các bác có thể mua con xe này và chạy dịch vụ được. 148 triệu đồng thôi, quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Một chiếc xe rất là hợp lý cho anh em nhé. Ford Mondeo sản xuất năm 2005, form mới đèn hai vạch, động cơ V6 3.2.5. Một chiếc xe rất đẹp, chỉ có giá 100 triệu đồng thôi, số tự động, bản full của chủ trời nhá. Và xe này rất là đẹp cho anh em này, rất ổn định luôn, máy chất cực kỳ luôn ạ, màu trắng. Toyota Innova 2010, con này thì phiên bản số sàn, bản G, máy của nó là 2.0, tên tư nhân, biển Hà Nội. Con này trước đây thì nó cũng đã qua dịch vụ, đăng kiểm tháng 6 năm 2024 và giá của nó chỉ có 212 triệu đồng thôi. Là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Innova bản G 2010, biển Hà Nội, tên tư nhân. Mazda 3 2009 nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, chiếc xe đang đeo biển 30U4792. Một chiếc xe Mazda 3 2009 rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình. Và nếu bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hotline 0816662386, 0971255863. Một chiếc xe số tự động 2.0 sẽ rất là đẹp cho anh em với giá 200 triệu đồng tròn thôi. Tiếp tục là một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2018, phiên bản số sàn, máy 1.6, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Hòa Bình. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2024 và giá của nó hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là 295 triệu đồng, Cruze 2018 mà con nhé. Honda CR-V 2007 nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Chiếc xe thì đã rút hồ sơ rồi và chỉ bấm biển vào tên thôi. Trang bị hộp số tự động 5 chỗ ngồi, form SUV gầm cao. Con này thì 5 chỗ là nhập khẩu Đài và giá của nó hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá là 255 triệu đồng thôi. Một chiếc Honda CR-V 2007 nhập khẩu 5 chỗ gầm cao nhé. Toyota Vios sản xuất năm 2014, bản G, số tự động, máy của nó là 1.5. Con này thì tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, xe đẹp không nỗi. Và giá của nó hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá cực yêu cho anh em, đó là 2.319 triệu đồng. Một chiếc xe Vios G 2014, 319 triệu đồng mà con nhé. Số tự động 1.5, bản full phè phè luôn ạ. Rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con nhé. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2016, phiên bản số sàn, máy 1.25, màu trắng, xe đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Và con xe này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá cực kỳ ưu đãi cho anh em, với giá khoảng 168 triệu đồng thôi thì quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc Kia Morning này. Đời 2016, nội thất hai màu, màu trắng rất là đẹp cho anh em. Vô lăng củ số của nó thì rất là ổn định cho anh em này. Đấy, màn hình Android rất là đẹp, rất xịn sò. Với cái tầm giá như con xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với cái giá cực kỳ yêu là 168 triệu đồng, máy zin nguyên bản, hồ sơ cầm tay, mới 1.2 2016 bà con nhé. Honda City sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.5. Con này thì
tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội 30A68845, sản xuất năm 2014, form rất là đẹp cho anh em. Với cái tầm giá như con xe này hiện tại tôi đang chào bán với cái giá cực kỳ hợp lý, chỉ có 315 triệu đồng thôi ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Avante, một mẫu xe ở phân khúc hạng C. Chiếc xe thì đang đeo biển 24A01837. Vâng, một chiếc xe trang bị khối động cơ 1.6, sản xuất 2013, đăng ký 2010, sản xuất 2012, đăng ký 2013, tính chủ biển chạy chuẩn 8 vạn. Con này hiện tại tôi đang để cho các bác là 279 triệu đồng, có bao rút hồ sơ gốc, hỗ trợ vận chuyển này. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn 1.4, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, đăng kiểm tháng 7/2024. Vâng, chiếc xe này hiện tại tôi đang chào bán một cái giá cực kỳ yêu cho anh em, chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 125 triệu đồng thôi. Tiếp tục là một chiếc xe Daihatsu Lancity sản xuất năm 2011, phiên bản số sản xuất 2011, phiên bản số sàn, máy 1.6, nhập và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Nên hiện tại bên đang bán là 138 triệu đồng. Toyota Vios, một mẫu xe cũng rất là đẹp, form mới 2014, bản E số sàn, tên tư nhân biển Hải Phòng, để cho anh em 265 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Carian sản xuất năm 2016, con này thì phiên bản số sàn, bản 2.0, tư nhân chính chủ biển Vĩnh Phúc, đã rút hồ sơ gốc và chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Giá của nó để cho anh em là 255 triệu đồng, đăng kiểm tháng 6/2025, về bấm biển chỉ việc đi là xong rồi. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2019, phiên bản số tự động, máy 1.2, một chiếc xe nhập khẩu sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Vâng, xe được trang bị 4 quả bánh nan đăng đúc rất là đẹp. Vâng, một chiếc xe như này hiện tại tôi đang bán có 295 triệu đồng rồi, đời 2019, số tự động mà còn nhá. Tiếp tục là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2010, biển 15A34096, sản xuất 2010, bản Nemo lưng full kinh đô. Và giá của nó thì hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với cái giá 148 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Vios 2010 rất là rẻ cho anh em. Nhà em còn 3 chiếc xe như này nữa cơ. 3 chiếc xe như này nữa, bà con yên tâm mà sử dụng đến chọn một trong 3 xe, chỉ có 148 triệu đồng đời 2010 nhá. Đây ạ, con biển 30F này, 16684 này, cũng là 2010 này. Kia Rio 2016, phiên bản số tự động, máy 1.4, sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc, máy 1.4, như một chiếc xe sedan 2 đầu, xe rất là đẹp cho tất cả mọi người, đời 2016, và giá của nó thì hiện tại như Tân Anh đang chào bán với cái giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 295 triệu đồng thôi. 2016, số tự động 1.4, bản sedan 2 đầu, đó, một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình ạ. Kia Cerato sản xuất năm 2009, đăng ký 2010, đang đeo biển 30F49006. Vâng, một chiếc xe màu ghi lông chuột đời 2009, đăng ký 2010, số tự động, máy 1.6, với giá bán 239 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Samsung SM3, một chiếc xe nhập khẩu nguyên con hàng nội địa của Hàn Quốc, biển 26A16902. Con này thì nó làm phân khúc hạng C, máy 1.6, có cửa sổ trời, có phanh tay điện tử, có điều hòa tự động, có gẩy số, có tất cả mọi thứ, cruise control, ga tự động đầy đủ. Và giá của nó thì với cái tầm giá như con xe này hiện tại tôi đang chào bán với cái giá chỉ có 258 triệu đồng thôi. Rất là rẻ cho một chiếc xe sản xuất năm 2014, một chiếc Samsung SM3, một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình nhá. Một chiếc xe rất là đẹp luôn ạ. Tiếp tục là một chiếc xe Ford Laser sản xuất năm 2002, phiên bản số sàn, máy 1.6, một chiếc xe rất là đẹp, đăng kiểm đến tháng 6/2024, nội thất đẹp nguyên zin, máy số chất, có túi khí của ABS, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết. Theo xe là đang đúc 4 bánh theo xe, nội thất đẹp. Và giá của nó thì hiện tại là tôi đang chào bán với giá 95 triệu đồng. Cho bà con nào tập lái tránh mưa tránh nắng thì rất là ok đúng không ạ? Tiếp tục là một chiếc xe Ford bán tải. Đây là một chiếc Ford Ranger bản XLT. Bản này là bản LT số sàn, được trang bị khối động cơ 2.5 2 cầu đời 2011. Đấy, một chiếc xe rất là ok, nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp với cái hệ thống bán tải rất là đẹp, 2 cầu thì anh em có thể chạy tất cả các đoạn đường, có màn hình OLED và có cam hành trình, số sàn, máy dầu 2.5, máy chất cực kỳ, nội thất đẹp. Giá của nó là chỉ có 209 triệu đồng thôi. 209 triệu đồng thôi thì quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc xe Ford Ranger bản LT số sàn 2.5, một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Avante sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa, xe rất là đẹp cho tất cả bà con và cô bác anh chị em nhà mình, với giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 225 triệu đồng thôi. Hyundai Avante số sàn phân khúc hạng C 1.6 bà con nhé, tư nhân rất đẹp.
Toyota Innova 2007 phiên bản số sàn. Máy của nó là 12.0 biển 17A17642. Con này thì hiện tại là sản xuất năm 2017, máy 2.0, tư nhân chính chủ, xe đẹp không lỗi. Giá của nó thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng một con nhé. Đấy. Tiếp tục là Innova G 2010 biển 18A14640066. Con này để cho anh em với giá 228 triệu đồng, 225 triệu đồng hoặc 220 triệu đồng em vẫn bán bình thường. Ok, tiếp tục là một chiếc Innova E2014 phiên bản số sàn 2014, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Biển 30A21439, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2025 24, và giá của nó để cho anh em là hợp lý hơn là 312 triệu đồng. Innova E2016 form mới, con này thì nó là form mới hoàn toàn và nó là xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, con này để cho anh em là 440 triệu đồng bao rút hồ sơ. Innova V 2014 phiên bản số tự động, máy của nó là 2.0, đăng ký biển Hà Nội, 30A13367, con này thì đăng kiểm đến tháng 9 năm 2024, và giá để cho anh em với giá 385 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Innova E2013 phiên bản số sàn, máy 2.0, đăng kiểm tháng 12 năm 2024, tư nhân chính chủ, biển Hòa Bình, xe rất là đẹp cho anh em, với giá có 298 triệu đồng thôi. Innova G 2009 số sàn bản G với giá có 210 triệu đồng thôi, biển Hải Phòng, 15A49460, bản G xịn 201 này. Innova G 2015 phiên bản số sàn, máy 2.0, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 285 triệu đồng thôi, một chiếc Innova G 2015. Tiếp tục là một chiếc xe Fortuner 2013 số sàn, số tự động, máy dầu máy xăng 2.7 đại cầu bà con nhá. Con này thì để cho anh em với giá khoảng 415 triệu đồng. Toyota Fortuner 2013. Rất là đẹp cho anh em rồi. Ở đằng trước thì chúng ta sẽ về khu vực đằng trước để xem và trải nghiệm xem chất lượng của nó như thế nào và có đẳng cấp như lời Tuấn Anh nói hay không. Có chất lượng không thì chúng ta sẽ cùng xem và trải nghiệm, để chất lượng của nó có đi đôi với thực tế thì chúng ta sẽ cùng xem nhá. Toyota Vios đây bà con ơi, Toyota Vios sản xuất năm 2000 bao nhiêu ạ? Sản xuất năm 2013, bản E số sàn, tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh. Trước đây thì cũng qua dịch vụ rồi, máy 1.5 bà con nhé. Để cho anh em với giá 209 triệu đồng thôi ạ. Một chiếc Mazda màu đỏ chói sáng trong một cái ngày nắng mùa đông. Con này đang đeo biển Sài Gòn luôn. Con này là sản xuất 2013, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.5. con này thì đang đeo biển Sài Gòn, 2013, đăng ký 24, đăng kiểm tháng 11 năm 2024, và giá của nó thì để cho anh em với cái giá cực kỳ ưu đãi và cực kỳ hợp lý cho tất cả anh em, để cho anh em với cái giá khá là chốt, khá là chất lượng, để cho anh em với cái giá là 325 triệu đồng. Moling 2008 phiên bản số tự động, bản SNX, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển 15A11577, với giá 155 triệu đồng. Tiếp tục bọn em đang có một chiếc Moling 2012 phiên bản số sàn, máy 1.0, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, với giá 110 triệu đồng. Đấy. Nissan Piso sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, số tự động nhé, biển Hà Nội, 29A14545, để cho anh em 165 triệu đồng. Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con. Con này hiện tại để cho anh em 169 triệu đồng, đời 2015 một con nhé. Hyundai i30 sản xuất năm 2009, một chiếc xe ở phân khúc hạng C, số tự động 1.6, tư nhân chính chủ, một chiếc xe rất là đẹp, biển Hà Nội, i30 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, với giá chỉ có 248 triệu đồng thôi. Moling 2011 phiên bản số tự động, máy của nó là 1.0, bản số tự động, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 225 triệu đồng thôi. Chevrolet Spark biển 34A03615, 2013 số sàn, máy 1.25. Con này thì để cho anh em 119 triệu đồng thôi. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, với giá có 119 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ. Con này là Kia Morning 2016, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15K00278. Một chiếc xe rất là đẹp và đăng kiểm rất là dài, có màn hình cam lùi và cam hành trình đầy đủ rồi. Tất nhiên thì đó là một chiếc xe taxi ra, và để cho anh em với cái giá là 168 triệu đồng. Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2016, con này thì đang đeo biển đã rút hồ sơ rồi, không còn biển nào nữa. 2016, đăng kiểm tháng 4 năm 2024, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi, đời 2016 lên cả La Đăng Đúc rồi. Con này nó là bản Pay, lên La Đăng Đúc đầy đủ hết theo xe, và giá để cho anh em 185 triệu đồng.
Tiếp tục là một chiếc i10 2015, 168 triệu đồng đây ạ, cũng là bản bay đã rút được rơm. i10 2014 con này cũng là bản đủ nhá. Con này là bản đủ số sàn máy 1.0, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, màu bạc trung tính, đăng kiểm đến tháng 12 2023, con đã rút được sơ rồi, vậy bấm biển vào tên thôi. Và giá để cho anh em lăn quanh là 179 triệu đồng, bản đủ số sàn 1.0. Nếu như các bác thích dòng xe vài chục thì ở cuối video em có 4 chiếc xe vài chục. Đấy, một chiếc Spark 2010 lên phun từ La Giang Đúc đến Điện Biên Salon siêu sáng. Máy thì miễn bàn, chạy các tỉnh Điện Biên Sơn La em vẫn ship bình thường. Biển 36A09566 với giá 72 triệu đã hay là 10 lên màn hình, lên cam hành trình rồi, lên Điện Biên Salon siêu sáng rồi. Biển 36 cũng rất là đẹp. 29A04063 để cho anh em giá 72 triệu đồng nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Spark 2009 để cho anh em 68 triệu đồng thôi. 68 triệu đồng các bạn đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, rất là đẹp. Tiếp tục là một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe BID sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn 70 số sàn 2011. Brno, một mẫu xe đến từ Anh Quốc, một chiếc xe đến từ đẳng cấp của châu Âu, thương hiệu con sư tử, và giá để cho anh em là 215 triệu đồng một chiếc Brno 2009 số tự động máy 1.0 Brno 107, một chiếc xe đến từ châu Âu các bạn nhé, đẳng cấp doanh nhân, rất là đẹp luôn. Tóm lại thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho tất cả quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình về cái loạt xe ô tô cũ đã qua sử dụng tại cửa hàng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và nếu như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình đang có nhu cầu quan tâm thì nhà em đang có rất nhiều những anh em đang ngồi chờ để ship xe, để đi mua xe. Vậy thì bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe đẹp thì chúng ta có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em nhé. Xin chào và gặp lại quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình ở những video tiếp theo.